Hôm nay cô cùng các em ôn tập hè khối 10 buổi 2. Thì nội dung hôm nay cô muốn ôn tập cùng các em đó là các hệ thức lượng trong tam giác vuông. Và nhắc lại một số công thức tính diện tích ha. Thì câu đầu tiên cô muốn nhắc đến đó là câu gì ạ? Đi học, khóc hoài, đòi kẹo, không đưa. Em thấy quen không? À, đó là cô nhắc tới. Đó, như vậy là cô đang nhắc về tam giác vuông đúng không? Ở đây cô cho tam giác HOM vuông tại H. Thì H, góc H là 90 độ thì cạnh OM được gọi là cạnh gì ha? Góc alpha cô đặt ngay chỗ góc O nè, thì cạnh này gọi là cạnh gì? Đối. Cạnh nằm bên này gọi là cạnh. Ok. Thì ta có sinh là gì? Tìm sinh ta lấy đối chia huyền. Nó nghiêng gì ta? Cô sinh thì ta lấy kề huyền chia nhau. Tìm tan ta hãy tính sau. Đối trên kề dưới chia nhau ra gì? Đúng không? Còn cô ta thì ngược lại, kề chia đối. Cái này các ai cũng nhớ chứ gì? Rồi từ đó các em sẽ nhìn thấy ta có các công thức cơ bản như sau nè. Sin thì bằng đối chia huyền, cos thì bằng kề chia huyền. Vậy các em thấy tan alpha nó có cái gì đặc biệt? Có phải là bằng sin alpha chia cos alpha, đúng chưa? Tương tự như vậy, cô tan alpha thì bằng cos alpha chia sin alpha. Thì các em lấy tan alpha nhân cô tan bằng mấy? Bằng 1. À. Công thức cuối cùng cô nhắc đó là công thức sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Muốn chứng minh cái công thức này á, thì lát nữa các em sẽ nhớ tới một định lý rất đặc biệt ở trong tam giác vuông, đó là định lý Pythagore. Đúng không? Vì ở đây các em mới học là alpha là góc nhọn. Góc nhỏ tức là góc lớn hơn 0 độ, nhỏ hơn 90 độ. Hai trường hợp đặc biệt là bằng 0 độ với lại bằng 90 độ ha. Bằng 90 độ gọi là góc vuông đó. Thì vì mới học góc nhọn thôi cho nên các em nhớ là sin alpha với cos alpha luôn luôn ra một số lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 1 ha. Được chưa? Rồi, cô mới vừa nhắc định lý Pythagore. Đây, định lý Pythagore đây. Bây giờ cô cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cô đặt AH là có độ dài là H nhỏ để cho các em nhớ công thức cho nó dễ ha. Cạnh BC bằng A nhỏ. Cạnh CA bằng B nhỏ. Cạnh AB bằng C nhỏ. Đoạn BH này là C phẩy. Còn đoạn CH là B phẩy nha các em. Thì định lý Pythagore là gì ta? Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Ok chưa? À, như vậy nhìn ở trên này, cô có thể ghi là A bình bằng B bình cộng C bình cho nó nhanh. Rồi, cái hệ thức thứ hai nè. Cạnh góc vuông, chú ý tới cạnh góc vuông nha. AB thì cô có hình chiếu của nó chính là PH. Hình chiếu trên cạnh huyền đó ha. Tương tự như vậy, cạnh góc vuông AC thì hình chiếu của nó là CH. Thì các em có hệ thức này. BA bình thì bằng BH nhân BC. CA bình thì bằng CH nhân CB. Hay là các em nhớ cái này cho nó nhanh. B bình bằng A nhân B phẩy. Rồi. Hệ thức thứ ba, hai cạnh góc vuông, cạnh huyền với đường cao, nó có mối quan hệ như vậy. Đây thực ra là từ công thức tính diện tích tam giác mà ra thôi ha. AB nhân AC thì bằng BC nhân AH. Đây chính là tích hai cạnh góc vuông với lại
đấy nhân chiều cao này. Và một công thức sau này các em dùng rất là nhiều, đó là công thức tính chiều cao phụ thuộc vào hai cạnh góc vuông. Chiều cao là AH thì các em có 1 phần AH bình sẽ bằng 1 phần AB bình cộng 1 phần AC bình. Yeah, công thức này dùng nhiều lắm đó. Bạn nào mà không nhớ được các công thức này thì các em chụp màn hình lưu lại đi nha. Rồi, cũng liên quan tới đường cao nè. AH bình thì bằng VH nhân CH. Ở đây cô nhắc cho các em một cái sau này các em dùng nhiều, đó là đường trung tuyến. Đường trung tuyến là hạ từ đỉnh A xuống trung điểm của cạnh huyền á, thì ta gọi là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Bằng nửa cạnh huyền cho nên là BC nó sẽ bằng 2 lần AM ha. Hồi nãy cô mới nhắc cái gì? Sin thì bằng đối chiêu huyền, còn cos thì bằng kề chiêu huyền. Như vậy các em thấy góc B của cô nè, thì sin B đối sẽ là B, chiêu huyền là A đúng không? Nhưng ngược lại con C của cô đây thì cô có cạnh B này là cạnh kề, cho nên cô có cos ha. Cos C thì bằng B chia A. Đó, được chưa? Tương tự sin C thì bằng cos B bằng C chia A. Tan B thì bằng cotan C bằng B chia C. Còn tan C thì bằng cotan B bằng C chia B. À, chỗ này cô cần nhắc nè. Trong một tam giác thì tổng bằng góc còn bao nhiêu ta? Bạn nào biết? À, 180 độ, nhanh quá. Rất là tốt ha. Cái gì mà 280 dữ vậy? Nhắn lộn phải không? Đúng rồi, tổng ba góc trong một tam giác là bằng 180 độ. Mà góc A nó đã là 90 độ rồi, thì tổng góc B và C là bao nhiêu ta? Ừ, giỏi, 90 độ. Tổng hai góc bằng 90 độ. Thì cô gọi hai góc này là hai góc phụ nhau ha. Thì các em có nè, sin góc này bằng cos góc kia. Thấy không? Tan góc này thì bằng cotan góc kia và ngược lại. Nhớ cái này nha. Rồi các em có cần chụp màn hình không? Không thì cô đi tiếp nè. Rồi ok, vậy cô đi tiếp nha. Cái công thức này quen thuộc quá mà. Áp dụng hệ thức lượng trung tâm giác vuông. Cô đưa ra cho các em ba cái công thức đặc biệt luôn. Các em nhớ trong đầu các em làm luôn chứ không cần tính như lớp dưới nữa ha. Đây, hình vuông, cạnh là A. Các em nhìn hình ở dưới ha, hình số 5. Thì rõ ràng cái tam giác này là tam giác vuông chứ gì nữa. Rồi, dùng Pythagore các em tính ra được liền nè. Đường chéo. Hoặc là các em có thể dùng góc này là 45 độ. Rồi các em dùng tan, dùng sin, dùng cos, dùng gì đó để các em tính ra được. Độ dài đường chéo của hình vuông cạnh A là bằng A nhân căn 2. À, các em lấy cạnh nhân căn 2 thôi cho nó nhanh. Pythagore hay chỗ này là căn A bình cộng A bình. Cho nên là bằng căn của 2A bình. Thì nó là A căn 2 đó. Rồi hình 6 là tam giác đều. Cô cũng cho cạnh là A nè. Cũng y hệt vậy ha. Các em có thể dùng Pythagore. Thì cái cạnh này là bao nhiêu? Trong tam giác vuông cô đang vẽ là, thì rõ ràng là A chia 2. Lý do trong tam giác đều thì đường cao cũng vừa là đường trung tuyến, mà đường trung tuyến thì chia đôi cạnh này ra cái gì nữa, được chưa? Cạnh này là A. Các em dùng Pythagore các em cũng ra được đây là đường cao trong tam giác đều. Không thì các em có thể dùng góc này mấy độ? Góc cô đang hỏi nè, mấy độ ta? Tam giác đều đúng 60 độ, giỏi ha. Ý sao có 45 được?
60 nha. 60 độ. Cô không thích nữa, cô dùng góc này mấy độ? Mấy à? Rồi, rất là tốt, 30 độ. Vì tam giác đều thì ba góc đều bằng 60 độ hết nha. Cái này chia đôi nó ra nè, đường trung tuyến cũng là đường phân giác luôn đó. Cho nên nó là 30. Các em không dùng Pythagore, các em dùng sin, dùng cos, dùng tan gì cũng được ha. Nó sẽ ra cái độ dài của đường cao trong tam giác đều cạnh là A thì nó sẽ bằng A căn 3 chia 2. Tự làm ha. Bạn nào nhớ tốt thì sau này ta làm nhanh thôi. Cuối cùng cũng là đường trung tuyến. Hồi nãy là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền. Còn bây giờ cô cho đường trung tuyến này là trong một tam giác bất kỳ. Với G là trọng tâm. Tại vì ta học trọng tâm là giao của ba đường trung tuyến đúng không? Thì các em nhớ trọng tâm cách đỉnh 2/3 đường trung tuyến. Đó, như vậy AG nó sẽ bằng 2/3 AM. Gọi là chia đường trung tuyến làm 3 phần, là ta lấy AG là 2 phần đó. Thì GM là mấy phần của AM ta? Các bạn comment đi. Đúng rồi, 1 phần mấy chứ? Chia làm 3 phần ha. Thì lấy 1 phần đó là gọi là 1/3. Chưa? Và tiếp tục ha. Như vậy các em mà nhớ được hai công ba công thức này á, thì các em sẽ làm bài nhanh hơn. Đây nội dung tiếp theo cô muốn nhắc đến là một số công thức tính diện tích. Ở đây cô cho một tam giác bình thường có chiều cao hạ từ đỉnh A là HA. Như vậy cạnh đáy của mình chính là BC là bằng A nhỏ. Thì công thức tính diện tích là bằng 1/2 đáy nhân chiều cao. Đặc biệt nếu là tam giác vuông, vuông tại A, rồi cô kéo lên cho thấy lại tam giác vuông tại A ha, thì hai cạnh nó góc vuông này, một cạnh nó sẽ đóng vai trò là đáy, một cạnh đóng vai trò là chiều cao đó, đúng không? Cho nên là các em có thể dùng cái công thức hồi nãy cô nói mối liên hệ giữa hai đứa này thực ra là suy từ diện tích đây đó. Nên nếu là tam giác vuông thì các em dùng là 1/2 tích hai cạnh góc vuông. Vuông tại A là AB, AC ha. Còn tam giác đều cạnh A luôn thì các em đã có đường cao trên này, cô cho là gì đây? A căn 3 chia 2. Chiều cao là A căn 3 chia 2. Còn cái đáy này còn bao nhiêu nè? Diện tích tam giác là bằng 1/2 đáy nhân chiều cao. Thì kết quả là bằng A bình căn 3 chia 4. Rồi công thức này cho các em nhớ dùng luôn nha. Không cần phải chứng minh lại cũng được. Được chưa? Hình vuông. Quen quá. Hình vuông cạnh A thì bằng cạnh bình phương là A bình. Hình chữ nhật dài là A, rộng là B. Diện tích là dài nhân rộng, vậy là A nhân B. Hình thoi. Hình thoi thì các em có thể sử dụng là hai lần diện tích tam giác cũng được. Được chưa? Tại vì hai tam giác bằng nhau. Hoặc là các em có thể dùng 4 lần diện tích tam giác cũng được. Nhưng cô cho một công thức ở đây đó là 1/2 tích hai đường chéo. Hai đường chéo nha các em. Hình thoi có gì đặc biệt? Bốn cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc tại trung điểm mỗi đường. Rồi hình cuối cùng cô cần nhắc đến đó là hình thang. Đáy lớn là A, đáy nhỏ là B và chiều cao là H. Thì diện tích là đáy lớn cộng đáy bé nhân chiều cao, tất cả chia 2, được chưa? Rồi, tiếp đến đây là xong. Các bạn có thắc mắc gì không? Nếu mà ok rồi thì comment cho cô số 1 đi. Mình sẽ đi qua bài tập.
Rồi rất là tốt, Thúy Thiết nắm vững quá rồi. Thì mình qua bài tập nha. Bài tập là giờ tới phiên các em phải làm đó. Cô cho bài tập ở dạng trắc nghiệm, nhưng mà trong quá trình giải thì ta sẽ trình bày giống như tự luận ha, để cho các em làm cho quen, sau đó mình mới sẽ chọn đáp án. Các bạn làm trước cho cô đáp án câu 1 và câu 2 thôi. Wow, nhanh như chớp. 1D, 1D, 1D. Giỏi quá. Rồi, có bạn ra 2C. Vậy là tới ok, mạnh dạn trả lời 2C luôn. Rồi, ok các em. Vậy bây giờ mình giải nhanh nha. Cho tam giác vuông tại B, như vậy góc B là bằng mấy độ rồi? 90 độ ha. Họ cho thêm góc C 25 độ nữa. Vậy góc A bằng bao nhiêu? Thì nãy cô có nhắc là tổng 3 góc trong một tam giác là bằng 180 độ. Đúng chưa? Rồi bài cho cái này là vuông. Đó, cái này 25 độ. Rồi từ đó các em suy ra được đáp án. Ha. Các bạn đã đáp án C là tốt ha. Làm sao ta? Cho tam giác vuông tại A. Rồi, vuông tại A. Có đường cao AH. Cô vẽ phác thảo cho nghe em. Vậy là đây là BC ha, cô đặt B trên C dưới hay là C trên B dưới gì cũng được hết nha. Cô người ta cho BH bằng 4, CH bằng 9 mà. Thôi cô đặt lại cho nó đúng đi lẹ đi. CH bằng 9 ha. CH bằng 4. Vậy công thức hồi nãy mình liên quan là công thức nào ta? Đường cao hai hình chiếu. AH bình bằng BH nhân CH. Đúng chưa? Bài cho cái này là 4, cái này là 9, thì kết quả là bằng 36. AH là độ dài đoạn thẳng, cho nên là nó chỉ ra căn 36 là bằng 6 thôi ha. Ta số dương, độ dài đoạn thẳng. Rồi, tiếp tục. Rồi, các bạn cùng lên cho cô đáp án câu 3 và câu 4 nha. Ơi, cô mới vừa kéo lên là 3C liền luôn. Chỗ gì ta? Rồi, C hết luôn ha. Cho tam giác vuông tại A. Bạn nào xong thì cứ làm câu 4 đi nghe. Góc C là 60 độ. Rồi CD là bằng 5 A. Như vậy cô cho cạnh này là cạnh huyền. Góc C 60 độ đây ha. Lại hỏi cạnh AC. AC là cạnh gì? Cạnh kề. Kề huyền thì dùng gì các em? Em comment đi. Dũng gì để tính câu 3? À, cốt. Rồi, các bạn trả lời là cốt. Giỏi. Kề huyền. Như này cô ghi luôn là cốt 60 độ nha.
kề chia huyền, huyền là 5A có rồi nè. Như vậy suy ra AC, em nhân chéo lên ha, 5A nhân cos 60. Có biết bấm cos 60 độ bấm sao không? Nhắc sơ sơ ha. Các em đang học đơn vị là độ, cho nên trên cái máy tính này nè, chỗ con chuột của chị á, nó phải là chữ giờ mới đúng ha. Giờ mấy cô đang để chế độ khác rồi, sau này chế độ này các em sẽ học sau. Chuyển qua chế độ độ ha, shift mode 3, rồi code 60 độ. Các em bấm nhạy người ta nó cũng hiểu rồi. Còn các em cẩn thận thì các em bấm độ rồi đóng ngoặc lại rồi cái đó cho nó cẩn thận cũng được ha. Bằng 1/2. Như vậy nhân vào là 5A chia ha. Thì các bạn ra đáp án C là ok. Rồi các em thành nên đáp án câu 4 đi. Tôi để cho một số bạn theo dõi câu 3 đó. Bốn dê, ồ dê, không có ai có đáp án khác luôn á, đỡ quá. Bốn xe hả? À vậy có bạn bốn xe nè, xe hay dê? Tự khen luôn, lớp 10 giờ ai cũng giỏi hết chứ. Rồi như vậy phần lớn là chọn dê hết ha. Rồi cô giải ha. Cho tam giác bây giờ là vuông tại C. Vuông tại C. Như vậy cho là BC 4A. C là 3A. BC. Cái này là AC. Ở đây là độ dài đoạn thẳng cho nên A là số dương nha các em. Người ta mặc định luôn nha. Họ hỏi cạnh này. Ồ. Cho hai cạnh tính cạnh thứ ba trong tam giác vuông thì biết dùng cái gì rồi? Đúng gì các em? À, Pythagore rồi, tốt quá. Các em làm nên rất là nhanh ha. Vậy là nó sẽ nhanh chóng cho bài học của mình nó qua bài khác liền thôi. Bình phương cạnh huyền. Cạnh huyền bây giờ là AB, nhìn cạnh góc vuông ha, nhìn góc vuông góc C đó. Tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Rồi. Các em có thể thay vào tính ra số rồi mới lấy căn. Còn cô lấy căn liền luôn để, tại vì độ dài đoạn thẳng thì luôn dương rồi. Nhớ 4A thì phải tất cả bình lên nha, là thành 16A bình đó. Tương tự này cũng vậy, 3A thì tất cả bình lên. Vậy là 4 bình là 16, 16 cộng với 9 là 25. A bình, thấy A bình mình nhân giữ chung lẫn ra thôi ha. Căn 25 là bằng 5, căn A bình là bằng A. Như vậy các bạn ra đáp án D là chính xác. Rồi comment đáp án câu 5 nào. C. Các em ghi 5C hay là 6C gì cho cô biết chứ không để lát nữa cô không biết các em nhắn câu nào đó nghe. 5A rồi B. Ồ câu này sao nhiều đáp án vậy? A, B, D. Ồ gì ta? Vuông tại A. B, C là bằng 10. Thì chắc cạnh huyền nè, 10A. Cho cạnh AB là bằng 6A. Họ lại hỏi tan của góc B. Muốn tính tan thì ta phải làm gì?
ăn bằng gì các em? À, đòi kẹo. Nhưng mà có cạnh đối cạnh kề chưa? Góc B ở đây thì đối sẽ là AC, kề là AB đúng không? Mà AC chưa có thì ta phải tính AC trước. AC tính làm sao? AC tính sao vậy? Lời này hả? Ừ, lại Pythagore rất là tốt, đúng rồi. Vậy bài này cô tính nhanh nha. À, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Như vậy cạnh góc vuông của cô là AC thì cô lấy cạnh huyền bình trừ đi cạnh góc vuông đã cho, được chưa? Rồi cô có AC sẽ bằng căn của cái này. Này 10A, tất cả bình là bằng 100A bình. Trừ cho cái này là 36. 100 trừ 36 còn lại bao nhiêu ta? Không biết tính không? 64A bình. Rồi lấy căn ra là bằng 8A. Thì kết quả của cô thay vô đây là 8A chia cho 6A. A với A hết. 8 chia 6 bằng mấy? 8 chia 6 bằng 4 phần 3. Vậy đáp án là gì các em? Rồi, bạn là đáp án B là chính xác. Được chưa? Cô kéo lên nha. Câu 6. Này, bắt đầu comment đáp án 6. Bây giờ cô không thích A nữa, cô gọi X. Dài đằng thẳng thôi. Chiều cao hạ từ đỉnh A. Và bây giờ dùng tới công thức tính chiều cao. Cô gọi chiều cao AH đi, cho các em dễ trình bày. Cho hai cạnh góc vuông, tính chiều cao. Rồi, coi đáp án coi nào. 6C, 6D, 6A. Ủa sao câu này nhiều đáp án thế? C. Rồi. Kiểm tra lại coi nha. Hồi nãy cô nói cái em nhớ công thức này để bữa sau dùng nhiều nè. À. Cho hai cạnh góc vuông tính chiều cao, cô hay dùng công thức này. Hay luôn nha. AB bình, AC cũng nhớ là phải tất cả bình nghe em. Họ cho 3x là các em phải tất cả bình lên, tức là 9x bình. Quy đồng mẫu chung. Mẫu chung đây là bao nhiêu? X bình chung. Rồi 9 nữa ha. Để đây cô phải nhân với 9, 1 nhân 9 là 9. Con này đủ rồi, khỏi nhân nè. Thì kết quả là 10 phần 9x bình. Sau đó cô nghịch đảo lại. Nghịch đảo là 9x bình chia 10. Rồi cũng độ dài đoạn thẳng cho nên cô lấy căn của cái này thôi. Căn 9 là bằng 3, căn x bình là x. Ở dưới là căn 10. Trục căn thức ở mẫu các em sẽ có đáp án. Đó là đáp án 3x căn 10 chia 10. Được chưa? 6A. Rồi ta tiếp tục câu 7. Nhớ trắc nghiệm nè, tìm khẳng định đúng hay khẳng định sai, nhớ đọc đọc chỗ này chọn cho kỹ nha. Đó. Thì đáp án nào ta? 7D. Bạn nói cái nào cũng đúng hết. Nhìn vào ta nghe thấy ngay là đáp án A, là đáp án cái đẳng thức này đúng mất rồi. Đúng y như công thức cô cho đẩy luôn mà. Mới vừa làm trắc nghiệm luôn đó. Này đúng không?
cũng công thức hồi nãy ôn luôn, vậy B cũng đúng rồi. Giờ chỉ còn C hoặc D thôi. C hoặc D thì các em nhìn thấy là người ta cho CH với lại BC. Như vậy là đụng tới gì? Cạnh huyền với lại hình chiếu. Hình chiếu của cạnh nào ta? Vuông tại A. Đường cao AH. Đó. Vậy CH thì phải là CA, đúng không? Thì công thức nãy của mình là gì nhỉ? Đúng không nhỉ? Là ha. Giờ ở dưới mẫu là chia cho BC bình nè. Cô thử cô chia cho BC bình coi. Độ dài đoạn thẳng thì luôn dương rồi, các em cứ mạnh dạn chia đi. Rồi như vậy các em thấy cái nào đúng? BC bình là BC nhân BC, vậy cô triệt tiêu bớt một cái tim tử, một cái dưới mẫu đi ha. Vậy là D đúng, đúng không? Người ta sẽ chọn D sai. Cái tỷ số này đến năm lớp 12 á, các em sẽ gặp lại. Yeah. Rồi, và câu 8. Ồ, bạn tự tin là 8B. 8B. Ồ, cái này không có gì bàn cãi nữa rồi. Tam giác đều, hồi nãy cô cho đường cao rồi, các bạn có nhớ không? Bạn nào nhớ comment lại cho cô coi. Độ dài của đường cao coi, trong tam giác đều. Tao comment cho cô thử AH bằng bao nhiêu cái đã nè. Đang hỏi câu 8 á, comment câu 8 đi, qua tới câu 9 rồi. Đứa này giỏi quá rồi. Ai nhớ đường cao AH? Không ai chỉ comment hết thôi chứ. Cạnh là A. Cô đang hỏi là hồi nãy tôi cho đường cao trong tam giác đều bằng bao nhiêu, các em nhớ hay không? Chứ cô không hỏi là cô tám gì nữa. Đúng, chính xác. Rồi, có bạn nhắn rồi. Ở đây cạnh A cho nên bạn nhắn là A căn 3 chia 2. Rất là tốt ha. Trọng tâm G. Đường cao cũng vừa là đường trung tuyến. Cho nên ở đây trọng tâm G nó nằm đây luôn ha. Cách đỉnh 2 phần 3 đường trung tuyến. Cho nên là đoạn GH còn lại mấy phần? Rồi ok ha. Kết quả A nhân căn 3 chia 2 thì tử nhân tử, mẫu nhân mẫu, vậy ra đáp án là tự tin rồi đó. Rồi câu 9. Vuông cân, đọc kỹ đề này các em. Nãy các bạn đã 9C rồi hả? Giờ có 9D hả? Còn ai đáp án khác nữa không? Vuông cân thì có gì đặc biệt? Vừa vuông tại A, vừa căng tại A luôn. Căng là hai cạnh này bằng nhau. Mà bài đã cho này là 2A. Vì AC cũng bằng 2A ha. Tam giác này cô sử dụng tam giác vuông cho nó nhanh. Diện tích bằng 1 phần 2 hai cạnh góc vuông. Rồi 2A nè, 2A luôn. Tử nhân tử, 2 x 2 là 4, 4 chia 2 bằng 2. A nhân A là A bình. Vậy là đáp án D ha. Ở đây cô nói sơ luôn là tam giác vuông cân thì nó chính là nửa hình vuông ha. Còn một nửa bên này nữa, các bạn này dùng nửa hình vuông cũng được. Rồi lại tiếp tục tam giác vuông cân. Và thành đề đáp án câu 10 cho cô nè. Ở đây là vuông cân tại B nha. Cho AC vậy là cho cạnh huyền. Độ dài cạnh AB.
Rồi, đáp án B nhiều ha. Rồi, đúng đáp án B không? Các em có thể sử dụng là góc này là 45 độ. Được chưa? Hoặc là góc này 45 độ. Các em dùng cos hoặc là dùng sin đều được. Như ở đây cô muốn sử dụng một cách khác. Đó là cô mới giới thiệu với em đây là nửa hình vuông. Nửa hình vuông thì AC trở thành đường chéo. Mà đường chéo hình vuông hồi nãy cô cho các em công thức là bằng gì? Cạnh nhân căn căn 2. Từ đó cô có liền AC là bằng AC chia căn 2. AC là 3A này. Em trục căn thức ở mẫu. Vậy là 3A căn 2 chia 2. Rồi đáp án B là 2. Nói như vậy có nhiều cách làm nghe, chứ không phải là cứ theo một cách của cô ha. Mà cô muốn làm một cái mới mới cho các em, đó là đường chéo trong hình vuông thì bằng cạnh nhân căn 2 nha. Câu 11. Nào, comment đáp án câu B, câu 11 cho cô nè. Nội dung mà cô đang ôn cho các em là các em sẽ làm xuyên suốt trong cái chương trình toán phổ thông này luôn đó. Lớp 10, 11, 12 các em đều gặp liên tục ha. Vuông tại C có CB bằng 7A. Góc này là 30 độ. Bài này biểu tính diện tích tam giác. Thì tam giác này vuông. Ồ, C luôn. Khẳng định C hết luôn vậy hả? À, có bạn đáp án B. Phải nhớ là diện tích tam giác vuông thì bằng gì các em? 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Hai cạnh bây giờ là BC với CA nha. Tại vì vuông tại C. BC có rồi. CA tính làm sao? CA tính làm sao? Đó, cho góc 30 độ. Cạnh này là cạnh gì? Cạnh này cạnh gì? Dùng gì ta? Dùng gì để tính CA? Comment cho cô nào. À, tan. Rồi, ok. Rất là tốt. Các bạn không thích tan thì dùng cô tan cũng được. Nhưng mà trong máy tính của mình có tan, cho nên mình ưu tiên dùng tan nghe. Tan bằng đối chia kề. Ở BC là 7A luôn đó. Rồi. Như vậy tương tự nhân chéo lên là 7A nhân tan 6 quên 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 30 nhân 60 đó các em nha. Rồi. Bấm máy tính nha. Tan 30, thôi bấm thêm cái nữa đi nè. Đó cô đang để chế độ độ luôn rồi đó, giờ cô bấm tan nè. 6 10. Ý ý ý, sao cô cứ nhớ 60 hoài vậy ta? 30. Rồi bằng căn 3 chia 3. Như vậy nhân vô là 7A căn 3 chia 3. Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Kết quả 7 nhân 7 49 nè. A nhân A bình căn 3 nè. Còn mẫu là 2 nhân 3 bằng 6. Ồ, như vậy là đáp án B là chính xác. Vậy của em nó đăng thuốc vào hả thầy? Bạn đã bị đăng thuốc vì hiện tại bạn đang đăng nhập thêm một cái gì khác đó. Đóng hay là ok thầy? Anh tính một phút nữa đưa bài về nhà đi. Rồi bây giờ cô sẽ gửi cái phần bài tập về nhà cho các em tự ôn tiếp nha. Các em chụp màn hình lại ha, đợi cô xíu nè. Hồi nãy mình đã làm tới câu 11. Rồi câu 12. Thấy không em? Rồi các bạn chụp màn hình lại rồi tự làm. Hỏi nhau về đáp án nha.
Rồi tiếp tục cô kéo lên được chưa? Chúng ta là nếu mà có cái gì thì cô gửi file PDF cho, mà bây giờ không được thì các em chụp màn hình thôi. Rồi cô kéo lên nha. Hỏi bạn cách chụp màn hình đi, tại vì mình không có cái nhóm Zalo, chưa có cái nhóm Zalo cụ thể nên không có gửi được. Rồi. Đó nội dung cô cho về nhà chừng đó sau thôi. Rồi hôm nay buổi học này các em làm bài rất là tốt mà. Nhớ những cái công thức này các em sẽ sử dụng luôn cả ba lớp học 10, 11, 12 luôn đó nghe. Cho nên nhớ trong đầu cho thật kỹ. Hẹn gặp lại các em sau nghe.